Lưu Bị đã thành lập Vương triều Xu sau khi lật đổ nhà Thục Hán và giành được quyền kiểm soát tại vùng đất Tây Bắc Trung Quốc. Cùng với các tướng lĩnh tài giỏi như Tào Tháo, Cao Cao và Xuân Quan, Lưu Bị được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong thời kỳ Tam Quốc. Và trong bộ phim Sex này, lại là một đề tài hoàn toàn khác, đó là Lưu Bị chơi gái, tán gái, chứ không nói về đánh nhau như những bộ phim khác nha các bạn. Kịch bản trong phim là Lưu Bị chơi công chúa. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.我三弟只是跟这位兄弟开开玩笑而已。你三弟在旁边呼呼大睡，说谎也打个草稿吧，骗人了。今天这件事，我必定会向上呈报，你等着瞧吧。别忘了大人，大人，您就别为难我了。杜佑，你这个臭婆娘，不要一直污蔑我大哥。哎，注意你的口气。 我也只是把我亲眼看到的事实说。大哥，毒油，是你先不讲理的，别怪我了。有没有绑紧啊？有没有绑紧？记得，用力啊，大哥。OK。